Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Offset trong phần mềm AutoCAD 2015. Khi vẽ trong AutoCAD, đôi khi các bạn có một cái đối tượng, ví dụ như là một đối tượng line, hay là rectangle, hay là cung tròn, hay là các đường polyline, spline. Thì chúng ta muốn tạo ra một cái đối tượng mới, nó y hệt cái đối tượng cũ, mà nó nằm song song, cách cái đối tượng cũ một khoảng cho trước, thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Offset. Bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn xem. Mình sẽ tạo ra một đoạn thẳng này. Đấy. Sau đấy giả sử như mình muốn tạo ra một đoạn thẳng mới giống hệt đoạn thẳng này, và nó nằm song song cách đoạn thẳng này một khoảng là 500 chẳng hạn. Mình sử dụng công cụ Offset. Các bạn gõ O, Enter. Sau đấy các bạn hãy gõ cho mình cái thông số là khoảng cách giữa hai đối tượng mà các bạn mong muốn Offset. Ví dụ ở đây mình cho nó là 500. Mình Enter. Đấy. Sau đấy mình sẽ kích vào cái đối tượng gốc và mình đưa ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình đưa sang bên nào thì nó sẽ tạo ra đối tượng ở bên đấy. Ví dụ bên đưa sang bên này. Đấy. Sau đấy mình có thể lại kích tiếp này. Đấy, để offset hàng loạt này. Đấy. Hoặc trong quá trình offset, ví dụ các bạn muốn tạo ra 10 đối tượng offset 500 nhưng tự dưng có một cái đối tượng là offset 200 chẳng hạn. Đấy, mình có thể kích này. Sau đây mình lại điền thông số là 200 này. Mình Enter này. Đấy. Nhưng sau đấy chúng ta lại kích này, các bạn sẽ thấy này, bây giờ nó đưa ra nó sẽ trở về 500. Đấy. Được chưa? Đấy, thì đấy là công cụ offset. Thì công cụ offset này nó cũng có thể áp dụng với các đối tượng như là ví dụ như là mình tạo ra một cái cung tròn này. Đấy. Mình cũng sử dụng offset này. Nhập khoảng cách này. Và các bạn lưu ý rằng khoảng cách này thì các bạn có thể nhập thông số hoặc là các bạn sử dụng bằng cách kích chuột. Nếu sử dụng bằng cách kích chuột thì các bạn có thể là kích vào điểm này. Đấy, đưa ra này. Đấy, các bạn có thể thấy thông số trên màn hình. Ví dụ đưa ra đây hả? Kích vào đây này. Không. Kích vào đối tượng gốc. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể offset được một đối tượng cả cung tròn. Đấy, nó cũng tương tự với các đối tượng khác như là hình chữ nhật. Đấy, offset này. 1000 chẳng hạn. Đấy, đôi khi thì chúng ta không thể offset vì cái khoảng cách nó quá bé. À, khoảng cách cái đối tượng này chúng ta không thể offset được vào tận 1000 thì nó chạm nhau chẳng hạn, nên chúng ta chỉ có thể offset ra ngoài này thôi. Đấy, ví dụ như chúng ta offset lại có 500 thôi nó lại được này. Đấy. Đấy. Mọi người hiểu chưa? Đấy. Ngoài ra khi chúng ta tiến hành công cụ offset ấy thì chúng ta có một vài lưu ý này. Ví dụ như nhá, khi mình gõ lệnh offset này, mình gõ khoảng cách này. Và mình undo đã. Mình gõ lệnh offset này. Mình các bạn thấy trên màn hình này chúng ta có các công cụ này, thì mặc định nó sẽ sử dụng công cụ true. Đấy, như là lúc nãy giờ mình làm. Ngoài ra chúng ta có thể chọn chế độ erase, thì chế độ erase này nó sẽ giúp chúng ta là xóa cái đối tượng gốc đi. Đấy, các bạn có thể kích vào erase hoặc gõ e enter này. Sau đây các bạn chọn giết để xóa đi này. Đấy, và đây các bạn hãy nhập cho mình cái thông số khoảng cách này, ví dụ như là 200. Đấy, bây giờ các bạn sẽ kích vào đối tượng này, các bạn đưa ra này. Bạn thấy chưa? Nó sẽ xóa cho mình đối tượng gốc. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về cái lệnh offset. Cái lệnh này thì rất là thường xuyên sử dụng trong phần mềm AutoCAD. Do vậy các bạn này cần phải lưu ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.